Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử MC Ngô Thị Mỹ Chi, MC nhà đài VTV thế hệ đả nữ mới của phim Việt sở hữu thân hình nóng bỏng. Ngô Thị Mỹ Chi sinh năm 2001, quê Phú Yên, hiện là sinh viên ngành kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Cô nàng từng cộng tác dẫn chương trình du lịch có tên Báu Vật Đại Dương trên kênh VTV9 Đài Truyền Hình Việt Nam. Trở thành MC của đài VTV từ năm 18 tuổi, Ngô Thị Mỹ Chi đã khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Cô nàng sở hữu nhiều danh hiệu sắc đẹp như Hoa Khôi Duyên Dáng Phú Hòa 2019, Top 5 Miss Open Miss Áo Dài 2017, Top 8 Hoa Khôi Nguyên Tiêu 2019. Mỹ Chi sở hữu số đo 3 vòng 85, 55, 93. Mới đây, Ngô Thị Mỹ Chi đã lấn sang điện ảnh khi mà tham gia đóng chính trong bộ phim chiếu rạp mang tên Thợ Săn của đạo diễn Lê Nhã Huy. Trong Thợ Săn, Ngô Mỹ Chi vào vai phản diện Sam Trồn đầy cá tính. Mỹ Chi đã diễn rất tự nhiên khiến cho cả ekip đều bất ngờ. Đặc biệt, cái nhếch môi của cô ấy cũng đủ để ghi điểm với người xem. Tôi nghĩ Mỹ Chi sẽ còn nhiều bước tiến mạnh mẽ trong lĩnh vực phim ảnh, đạo diễn Lê Nhã Huy bày tỏ. Để trở thành MC đài truyền hình, tiêu chí sắc vóc luôn là yếu tố quan trọng. Hơn thế nữa, Mỹ Chi còn lấn sân nghệ thuật. Khi mà trở thành diễn viên hành động thì việc rèn luyện hình thể càng được đặt lên hàng đầu. Trái ngược với gương mặt ngây thơ là thân hình săn chắc của Mỹ Chi, cô đã tranh thủ tận dụng quỹ thời gian eo hẹp để tập luyện tại phòng gym. Đây cũng là phương pháp thể thao duy nhất mà nữ MC đang kiên trì thực hiện. Mỹ Chi sở hữu cơ thể cân đối dù ít tập luyện thể thao. Tôi may mắn có được vóc dáng hài hòa cùng với cơ địa không tăng cân dù ăn rất nhiều và ăn uống thất thường. Tôi thường thích gì ăn nấy, thậm chí có hôm nửa đêm còn gọi trà sữa về uống. Thời điểm này thì Mỹ Chi còn theo học lớp yoga để cải thiện về chiều cao 1m63 hiện có. Đây là thời điểm mà cơ thể vẫn phát triển về chiều cao nên nữ MC đã bộc bạch. Dù khá bận rộn với nhiều công việc khác nhau nhưng cô phải sắp xếp thời gian luyện tập. Tăng chiều cao là mục tiêu quan trọng mà Mỹ Chi muốn đạt được. Về vấn đề cân nặng, cô luôn duy trì trong khoảng 47-50kg. Đây cũng là trọng lượng cơ thể lý tưởng mà Mỹ Chi duy trì trong nhiều năm qua. Tuy không mất nhiều thời gian giữ dáng nhưng Mỹ Chi khá chú trọng việc chăm sóc da. Cô nàng cố gắng ngủ sớm, uống nhiều nước và ăn nhiều rau xanh để duy trì vẻ ngoài rạng rỡ. Đặc biệt, Mỹ Chi đã tiết lộ bí quyết nhan sắc của cô là uống nước chè xanh. Mỗi ngày, mỹ nhân này đều sử dụng nước để giúp tinh thần thêm tỉnh táo. Hơn thế, thức uống này có khả năng chống oxy hóa và đẩy lùi các vấn đề lão hóa da, giúp chống nắng, chống mụn và viêm. Không những thế, nước chè xanh còn có tác dụng giảm cân hiệu quả bởi các thành phần trong trà xanh có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, làm giảm quá trình hấp thụ chất béo trong thức ăn cũng như vitamin mà cơ thể cần. Uống trà xanh tốt nhất sau bữa ăn 30 phút tới 1 giờ. Bạn muốn kiểm soát sự thèm ăn của mình thì nên uống trà xanh trước bữa ăn 1 giờ khi ăn. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.